Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bùm Drop Love. Ở tập trước, Bùm đã sử dụng đội hình Blitz để chơi cập nhật 7 game anime Defenders. Đó là trải nghiệm phải nói là cực kỳ thú vị. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Bùm lại tiếp tục đem đến cho các bạn một trải nghiệm thậm chí là còn thú vị hơn. Đó chính là dùng đội hình chỉ như vi phải để chơi cập nhật 7. Tất cả unit đàm phải là unit có hiệu ứng bền. Và vì đây là chuỗi series về free to play, cho nên đội hình mà Bùm sử dụng bắt buộc phải free to play. Nghĩa là sao ạ? Tất cả các unit đam phải là unit tự săn ra, chứ không thể giao dịch một trải nghiệm thú vị được lồng ghép cho một trải nghiệm thú vị khác, hay còn gọi là bố của thú vị. Bùm sẽ phải săn unit gì để bổ sung vào chỗ trống này? Hành trình sẽ ra sao? Và đội hình khi đã đủ unit sẽ đi đến được quay bao nhiêu của Infinite? Tất cả sẽ có trong video này. Mời bạn đến với hành trình 1 tỷ ngày free to play anime Defender phần 21. Rồi ok các bạn, trước khi vào video thì Bùm và các bạn cũng cùng nhau nói về cái vấn đề này trước ha. Đó chính là lần trước Bùm có nói là săn lại 5.000 cái chat crystal để có thể giveaway cho các bạn. Tuy nhiên đó là cái video này Bùm quay đó nó cũng khá là cận ngày so với cái video lần trước đó. Cái video phần 20 thì phải, cho nên đó là Bùm vẫn chưa thể thấy được những cái comment của các bạn để mà có thể là quay số và giveaway, cho nên đó là xin hẹn các bạn lại ở một cái video sau ha. Vì vậy là nếu mà bạn nào muốn nhận giveaway 5.000 cái chat crystal này đó thì vui lòng là ghi cái tên Roblox của các bạn xuống, rồi các bạn like, các bạn đăng ký kênh, sau đó Bùm sẽ ngẫu nhiên ha, quay ngẫu nhiên và biết đâu được các bạn lại là người may mắn nhận được thì sao. Đó cho nên đó là các bạn làm liền giúp Bùm đi nè, chúng ta nhấn like nè, chúng ta nhấn đăng ký kênh nè, được nữa thì chúng ta bật luôn cái nút chuông. Rồi đó, chúng ta có 3 giây để làm chuyện này nha. Rồi 3, 2, 1. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện là lựa chọn cái con unit thứ 6 như thế nào để có một cái đội hình trải nghiệm tốt nhất trong cái cập nhật 7 này. Đó, đúng cái yêu cầu làm sao phải là unit free to play nha mọi người, là unit không thể giao dịch ở ngoài cái trading plaza được. Thì đang có 3 lựa chọn ở đây các bạn. Lựa chọn thứ nhất là cái con Solar Overlord, thì tuy nhiên là cái con đó thì Bùm đã có nó ở trong cái nick chính rồi, với lại là Bùm thấy là cái sức mạnh của nó không có ok lắm. Còn thứ tiếp theo là con gì, con Sukuna The Screw gì đó các bạn, Bùm quên cái tên nó rồi. Thì cái con đó nó là cái con cũng có hiệu ứng bên, cũng có cái hiệu ứng beat bleed, có nghĩa là một trong hai cái đó. Tuy nhiên là cái con đó khi mà các bạn up tới cái cấp cuối đó thì nó lại là cái hiệu ứng bleed chứ nó không phải là hiệu ứng bên, cho nên là chắc là chúng ta cũng sẽ loại cái con unit ra khỏi cái đội hình luôn ha. Và cái cuối cùng nó chỉ còn một cái con thôi các bạn, đó chính là cái con Flame Dragon King. Cái con đó thì rõ ràng một điều là sức mạnh của nó tuy là không bằng Sukuna nhưng mà nó lại phù hợp. Thêm một cái lý do nữa là cái con đó thì Bùm vẫn chưa có trong cái đội hình của mình. Bùm cũng muốn là sở hữu nó đồ này kia các kiểu đó. Rồi bây giờ chúng ta tới bước là bắt đầu chơi như thế nào. Đương nhiên rồi là phải vô cái khu vực Summon này nè, xem là có cái con Flame Dragon King không. Không có rồi các bạn. Không có banner thì cũng không có ở không đâu, ngồi đó chờ đợi các bạn. Chúng ta vẫn phải đi đến các bước tiếp theo, đó là cái gì? Chuẩn bị cho mình một số những cái ngôi sao. Nít này của Bùm không còn nhiều lắm mọi người, cho nên là khi thấy một cái challenge mà có sao đấy thì chúng ta cứ nhảy vô chúng ta farm cái ngôi sao này để chuẩn bị Evo 1 lên 2, rồi Evo Evo 0 lên 1, rồi Evo 1 lên 2 ha. Đó, rồi sau đó chúng ta có thể là chúng ta đi thêm cái cổng Golden. Đúng rồi, để mà chúng ta lấy 10 cái con Epic, 10 cái con Legendary nó mới đủ điều kiện để mà Evo lên 2 sao. Evo 1 sao thì đơn giản rồi, nhưng mà cái câu chuyện Evo 2 sao cũng phải là cày chỉ. Để mà tận dụng tối đa những cái cổng á các bạn, thì Bùm cũng có kéo theo một cái con ngạc cờ lon nữa để mà nó có thể gọi là nó mở cổng lúc này kia ha. Thì thật ra thì lúc mà này thì dép nó cũng hơi với đó mọi người, nhưng mà chắc cũng không sao, chắc là tại cũng do là lần đầu á đi cho nên là dép nó bị với như vậy thôi. Những cái lần sau chắc Bùm cũng đỡ lại, tại vì á bây giờ đi cổng mà đi một mình á các bạn, nó tốn như lắm, nó phí mà phí phạm kỳ lạ một cách như vậy thì nó cũng không nên, đúng không mọi người? Chứ đâu cho cực thì kéo theo cái con ngạc này nó cũng đứng yên thôi mà có gì đâu. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có được nhiều cái cơ hội để mà mở cổng hơn. Giống như cái cổng Epic chúng ta mở ra thì là nó đôi lúc là rằng lúc hai cổng Legendary, hoặc là một cái cổng Legendary như vậy mở ra ra hai cổng Mythic, hoặc là một cái cổng Mythic. Cổng Mythic bây giờ là nó cho luôn cái con unit Epic với lại cái con unit Legendary của Golden rồi nha các bạn. Cho nên là đi hai là tốt lắm đó. Còn nếu mà có điều kiện nữa là đi 3-4, nhưng mà thôi điều kiện 2-3-4 mình nghĩ là cũng không nổi đâu. Con này nó cũng không kéo nổi đâu, đội hình mà gọi là đội hình mắt binh của Bình Bùm á,
thì còn đủ tự tin nha. Cũng có cái con gì ta tự nhiên quên tên nó mất tên, à Juno để nó đép đầu rồi này kia, rồi có mấy con kia nó đép nổi con. Trời, cái này mà để mà ba con vô là thấy rối liền rồi đó. Thôi nhưng mà không sao, dù gì chúng ta cũng ổn định này á, chúng ta lại coi như là trở lại cái câu chuyện gọi là farm nó rất là gọn gàng thôi. Thấy để coi cái lần đầu tiên mở quát xem như nào, coi nó có ra một cái con epic nào không nha. Cổng này chúng ta đang chơi là cổng legendary. Rồi, xem như thế nào. Mở đầu quá hên luôn các bạn. Một con golden epic luôn nè. Thế thì thôi, mở cái cổng golden legendary chứ biết sao dở. Rồi giờ chúng ta thử chơi cái legendary này xem thôi, nó có với dữ lắm không nha các bạn. Wow, cái này là siêu nha. Siêu này cũng hơi càng đó, cũng hơi càng đó. Giờ không có Juno nè. Cái con này nó đánh một lần có một cái à, con nào cũng vậy thôi, xây con này lên đi. Đam nó cũng đủ rồi mọi người. Wow, hơi mệt nha. Hơi mệt rồi đó, hơi mệt rồi nha anh trai. Không ổn rồi, xây dưới này đép các bạn ơi, xây dưới này đép lại. Vẫn phải farm tiền. Từ từ bình tĩnh, bùm làm được. Vừa nói chuyện vừa chơi game được, yên tâm nha. Rồi, xây thêm con này lên đây nè, để đép lại nè. Rồi, sẵn up con này lên luôn nè, up luôn con pin Rockstar này lên. Vẫn phải farm tiền nha. Ê, cô chừng mất cổng legend nè, up lên. Anh trai ơi. Ê, gọi. Ê, bán đi. Tất cả đều là content đó các bạn. Trời ơi, bùm, kỹ năng làm gì có chuyện đép cái đó không được, là bởi vì làm sao làm content phải thua chứ không sao lẽ thắng là không có gì để nói hết. Đáng nhìn sao các bạn cười, các bạn vui vẻ đúng không? Đợi bùm farm lại một cái cổng legendary khác và cho các bạn thấy cái sức mạnh của hả kỹ năng tùm não bự nè. Một tiếng sau, một lát sau, một lát sau cũng một lát sau. Wow, lần này vừa được cái con epic vừa được cổng legendary luôn nè, quá trời thơm mày. Có già nè, làm lại nè, 35 speed luôn. Mày ghê lắm, mày 35 speed rồi này kia, mày ghê lắm nè. Tao x3 lần lại, không sợ hãi, sợ gì? Gì đâu sợ, ba đồ yêu này sợ gì? Chạy nhanh lên, nè, xây lên nè, nó xử lý nó liền dễ. Ba đồ yêu này đơn giản rồi nè, đẹp trước, xây lên, biết mấy anh nè, mấy anh hay chơi trò đó. Farm đủ tiền kiểu này, thì xe, nè, up luôn này, auto lên luôn. Hết thì hết lo rồi đó các bạn, coi nè hả, up farm lên nữa luôn. Rất là đơn giản, legendary hồi hả còn biểu diễn cho tới hả đi mấy cọc. Ê khoan, bởi ê, sao đẻ ra nhiều cái gì, không nghe, tao có anh long rồi nha, tao up cái này lên từ từ nha, nó đẻ ra cũng lẹ quá, tốc độ x3 lên lẹ dữ chạy. Ê, xây thêm anh Long nữa, xây thêm Long. Anh Long mấy level đầu này hả, nó có nhiều đó, nó đánh nhiều đơn vị đó. Rồi xong, khỏe mọi người liền thấy không? Khỏe liền những người, cái tự nhiên có cái con này full AoE cái là khỏe liền là win này đó. Rồi sẵn đây gọi là hả, chia sẻ gọi là flex nhẹ với các bạn cho vui ha. Thì Bùm đang có một cái con Dragon Mate 3S đó, thì các bạn biết cái này là gì không, các bạn có thấy nó lạ không? Nó là Sonic 2 đó các bạn, mà Bùm gọi như là lấy cái track gọi là Asian đó mọi người, là cái track cổ đại đó, track mới nhất hiện tại đó, sở hữu cho cái con Dragon Mate của mình. Một cái hình như tỷ lệ của nó 1% nó mới ra Sonic 2 thôi các bạn, là nó trừ được là 30% cái tốc độ đánh của cái con Dragon Mate này lại. Đó thì như các bạn thấy ở level 4 nó là 3.1 giây là đánh lần rồi. Ui, công nhận là chát cổ lại nó xịn dễ sợ luôn. Thì hồi lúc trước là cái Sonic 1 đấy thì nó là cái trừ đi là 20%, bây giờ là 30% thì quá tuyệt vời luôn. Đó thì không, mình không up lên 5 đâu. Dragon Line này nó đánh đơn đòn đánh, không chơi đâu. Đó, gọi nè, coi nè, coi gọi là cái nhân phẩm của nhân vật chính này, lần này là ra thêm một cái con legendary nữa, với là ra một cái cổng bị thịt cho các bạn coi luôn này. Nhân vật chính người ta khác biệt lắm nè. Ôi nè. Ủa, sao ra gì trên gì? Hết đây rồi các bạn. Đi kiểm tra banner, không sao. Summon đây nếu mà nó có nè. Hồi nãy xu nha. Nè. Cô đi chơi lần kiếm sao tiếp đi vậy.
Giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra unit thử là chúng ta đang có bao nhiêu con Golden Epic và bao nhiêu con Golden Legendary ha. Epic ở đây là chúng ta đang có 6 con và cái con này thì mình nghĩ không có tốn bao nhiêu cả mọi người. À không, 5 con rồi các bạn, tại vì con này có Hunter, con này là không có được nha. Chúng ta muốn evolve là nó sẽ loại con này ra, kể cả Shiny loại ra, cho nên chúng ta có 5 con mà này thì không sao. Quan trọng là cái con Legendary á mọi người, Legendary nó khó kiếm hơn ha. Ở đây mình chỉ có 4 con được xác nhận thôi, còn 2 con này là nó không có tác dụng gì ở trong cái team mình hết. Thế thì thôi, thì chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta gọi là săn trước những con đó đi, rồi chờ banner chừng nào có cái con The Flame Run God được bắt đầu hả, chúng ta lại tiếp tục ha. Một lát sau. Đây rồi các bạn ơi, chúng ta đã có một cái cổng mì thịt và mình cũng chưa biết là mình có đủ cái khả năng để mà kéo cái con ngạc phụ để mà đi cái cổng mì thịt này hay không. Ôi ôi chết rồi các bạn ơi, bốn siêu này nó khó lắm. Ôi trời, không phải bật kít ba. À cái con kia của bùm nó là con nhân vật phụ của bùm, nó đâu có cái ít đấy đâu. Chà thôi ít hai gì có ăn gian quá không ta. Thôi kệ, chịu rồi các bạn, con đó nó chỉ có ít hai và vì biết làm sao giờ. Không nhưng mà cũng rướng lắm nha, cũng hơi mệt đó, cảm giác hơi mệt đó. Ê xài anh Long dưới này các bạn ơi, xài anh Long xuống dưới này đây, xài không xài anh Long ở trên được rồi. Nhưng mà ít hai này nó cũng gọi là gì ta, nó cũng còn thời gian để mà mình gọi là mình giải quyết vấn đề á. Coi bộ rồi, cũng còn được. Ê quá rồi. Ê anh ơi, từ anh ơi. À thôi ráng luôn đi, ráng úp cái con này lên luôn đi rồi bắt đầu xây một anh Long trên này nè. Đó, xây anh Long trên này để hạ nhiệt cho cái anh Long ở phía sau này lại. Chúng ta vẫn còn một con nữa đây, xây đây luôn đi. Ê hơi keng nha. À, úp cái con ở trên lên, chỉ cần nó gọi là nó ra tới full nail way là coi như là chúng ta đảm bảo chiến thắng. Không có cần gì nè. Sao nó đã tới full nail way thì chắc chắn một điều chém là chiến thắng. Đèo tiền. Anh bỏ rồi, anh tạch xong rồi anh cho em một con epic với một con legendary nha. Nhớ nhàng rồi hồi nãy cho em một cái con gì. Không có gì luôn. Một tiếng sau. Ok các bạn, đợi một khoảng thời gian thì cuối cùng cái banner nó cũng đã xuất hiện cái con Flame Dragon King. Thì Bùm cũng đã quay cho mình đủ 4 con rồi các bạn. Trong đó mà cái con mà Bùm đang xài đó là cái con chỉ số cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là hên dữ trời luôn á. Nó ra một S, một A cộng nè. Cái AC trừ này chút này chúng ta làm lại ha. Rồi Bùm cũng cho nó lên level 80 luôn rồi. Cho ăn thức ăn lên level 80 luôn rồi. Thì vì vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành evolve cái con này lên 2 sao luôn. Evolve một lần là lên 2 sao luôn cho nó mạnh mẽ. Fire Dragon sâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái fire dragon sâu ha. Dragon rồi, đó là cái này nè. Ủa không phải, fire dragon sâu mấy bạn lộn rồi, một cái này nha, grab nó luôn. Rồi sẵn đây thì grab cái kia luôn. Bùm nhớ nó là cái mid đây nè, dragon pendant này nè. Chính xác rồi đó các bạn, rồi đủ hết ha. Mình cũng lộn xíu là cái golden imperius mà cái legendary đó các bạn, là nó chỉ cần 5 con thôi, không cần 10 con cũng may mắn là vậy ha. Rồi grab luôn chứ sao giờ. Continue. Ê quên không được các bạn ơi. Phải đưa con này lên 2 trước, mắc công nó lấy đi con này làm nguyên liệu chết. Không quên vụ đó ha. Rồi thôi. Đưa evolve lên 1 nè. Ít chết cha rồi. Trời ơi, quên thay đổi chỉ số. Chàng phẹt ơi, tồ lô rồi đó các bạn. Thấy chưa, bậy bạ rồi đó. Thôi kệ, sao tốn ít nguyên liệu gì có gì đâu. Đây chúng ta xích hai này lại nè, quay chỉ số nó coi. Một tiếng sau. Rồi hên quá các bạn ơi, được cái A cộng luôn nè, vậy là chắc chắn bà S rồi đó. thơm bơ. Rồi ý không phải đờ ra đây. Dragon Pendant này nha. Rồi chúng ta grab cái này lên luôn. Grab luôn các bạn ơi. Qua đây Evo cấp 2 đương nhiên rồi. Evo lên. Ôi, King of the Dragon. Quá trời quá đất rồi. Nè trang bị nó vô mặc cái bộ đồ của King of the Dragon lên luôn nha. Ủa
Ôi ôi, cái con này nó không phải shiny, không có mặc đồ được các bạn ơi. À, vậy là chỉ có thể nhìn thấy nó dưới này thôi nè. Oài, thôi kệ không sao cả. Giờ đương nhiên là cho nó một cái chát gì đó vừa phải thôi ha. Ừ, cũng không cần quá xịn đâu, tại là bản chất của Ezio 2 là nó đã mạnh sẵn rồi. Ừ, Redone với lại hôm nay là không có cái X2, không có cái X2 may mắn trong Redone, cho nên là xài Redone bây giờ nó rất là tốn kém. Và hiện tại thì mình chỉ có khoảng đâu đó 700 mấy thôi nghe các bạn, tại vì 5.000 còn lại nó là để giveaway cho nên cũng không mở được nhiều đâu. Wow, Brawler Hunter kìa. Hai chát luôn kìa. Không có X2, hai chát mà hai chát lỏ cùng gì mới cha. Rit 2, Sweetnit 3. Ôi ôi, chắc thôi bỏ luôn các bạn ha. Hơi tốn thì đo nó nha anh trai. Một tiếng sau. Ôi các bạn ơi, lấy đại cái Red Season 1 này đi chứ không biết sao nữa, tại vì cũng hết rồi, 5.000 còn lại để giveaway này kia các kiểu nữa. Không ổn. Rồi giờ chuyển qua chúng ta xài Spirit. Thì con này thì nó cũng có một vài cái Spirit gọi là cũng tương đối cho nó. Đâu rồi đây nè các bạn. Là cái bầm nghỉ nha, Storm Spirit, hoặc là cái Crimson Spirit. Crimson Spirit thì bầm nghỉ là ok hơn, tại vì nó có đốt đó. À, là hai cái bầm nghỉ là ok. Còn giống như chu xì bíp kịch thì đương nhiên rồi, cái đó thì Divine Spirit à. Divine Spirit cũng được đó các bạn, nó có một cái đẩy lùi ha. Cũng khá là ok, khá là ổn định đó. Rồi bây giờ chúng ta đi đến một cái bài test đầu tiên, đã chính là chúng ta sử dụng cái con unit mà chúng ta vừa vô 2 sao đó, đi thử cái ray mới, trải nghiệm cái cập nhật 7 xem như thế nào. Bởi vì chắc chắn điều là đem tất cả đầy đủ những con này thì win là cái chắc, win chắc rồi. Nhưng mà câu chuyện là xài riêng nó thôi, một mình nó thôi, coi được không nha. Nói chung thì cái con unit này xây mới đầu xây lên đó, là với cái số tiền 1.000 thì bầm nghĩ nó cũng là một cái số tiền cũng là nhẹ nhàng thôi mọi người, nó cũng không quá lớn ha. Đó, chúng ta vẫn có thể xây nè. Có điều tầm đánh của nó hơi lỏ một xíu. Ê, coi chừng không ổn nha các bạn, cảm giác không ổn lắm nha. Ừ, rồi nó bị con dơi bám rồi các bạn ơi, tầm đánh hơi lỏ. Ai già, mệt rồi đó. Ê, anh trai ơi sao yếu quá vậy anh trai, đừng up lên các bạn ơi. Coi bỏ mỏm rồi nha. Không, vẫn phải farm tiền các bạn ơi, không farm tiền cũng được đâu. Không, cũng không farm tiền được luôn, cũng phải up luôn. Ê trời ơi, mấy con quỷ dơi này có chịu quá vậy. Ôi giời, thôi up lên mới được các bạn, up lên mới được nha. Có vẻ hơi khó rồi các bạn ơi, kiểu này đâu có làm gì được đâu, nó đi tới đây rồi. Anh ơi đây nó về. Được không, phải up lên, mà up kiểu này hồi lại thiếu tiền. Ai da, hơi khó nha, hơi khó chịu nha. Rồi up này lên. Ê, anh ơi. Không được rồi các bạn ơi, unit này nó hơi bị lỏ nghe các bạn. Thôi, bài test chúng ta thất bại rồi. Bây giờ chúng ta đi đến cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đó là cái gì? Sử dụng cái đội hình full cháy như lửa chùa này để mà đi Infinite, xem là đi đến được quay bao nhiêu ha. Rồi ok, chúng ta đã đến được một vài cái quay của Infinite, thì lúc này tiền nó cũng gọi là dư giả rồi ha. Rồi xây lên con này sao cứ thấy cái tầm đánh nó cứ lỏ lỏ anh sao các bạn. Thôi kệ nó, cứ xây lên đi, chát của chúng ta cũng cùi mà cũng đâu có chấp nhận được, phải chấp nhận thôi, chúng đâu có làm gì được nữa. Rồi hả, 1211 đam. Cảm giác nó kỳ kỳ so với những cái con Evo cấp 2 khác thì nó yếu dữ trời. Rồi thôi, ê quên nữa ta, bật VFX đồ gì lên, skill VFX đồ lên để coi nó đánh ha. Nè, chúng ta xây lên nè, up lên nè. Ê chưa luôn. Không ổn, chạy đâu không thấy gì trên, nó chạy đây mới thấy nè. Rồi đánh đi anh. Nó cũng khá là giống ở cái cấp khi mà chưa evolve các bạn, lần này lần đầu tiên mình xài cho nên nó là coi như là trải nghiệm đầu tiên được cái đánh cũng nhanh lắm nha, cũng tạo ra đâm đốt này kia nha. Rồi đọc cái bác sĩ nha, nó sẽ có cái hiệu ứng đốt, và cái hiệu ứng đốt này thì mỗi một giây nó gây ra 15% đam cơ bản, và nó sẽ kéo dài trong 4 giây, hay nói một cách khác hơn là nó sẽ được cộng 60% đam cơ bản các bạn. Cái này nó không phải là cái bác sĩ tốt nhất cho nó nha, mà bác sĩ tốt nhất cho nó là, ủa không phải là cái
cái thứ tốt nhất con này nha. Mà tốt nhất con này là nó có cái kêu, mà cái kêu nó ghê lắm, tăng 800% đàm lận à, đó. Thì bây giờ chúng ta thử cái nào, chúng ta up lên luôn để mà chúng ta thấy được cái kêu của nó nha. Ờ, à, phải tới up rầy 11, 12 mới có đó các bạn. Đây, cái kêu Flamnu này nè các bạn, là nó sẽ gây ra một cái lượng đàm lên đến là 800% cái đàm cơ bản. Và nếu mà các bạn là người free to play á, mà cầm bảo con King of Dragon này đó, thì bầm thấy nó cũng không được mạnh các bạn. Hay nói một cách khác hơn là nó tỏ ra yếu nhất trong số những cái con gọi là Mythic Evil cấp 2 đấy. Cái 800 này giống như các bạn lấy 300 này nè, các bạn nhân cho 8 ra là 240.000 đam thôi, nó cũng không có bao nhiêu. Thì đương nhiên đó là nếu mà cái chat xịn hơn thì cái hiệu ứng kêu này nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà free to play mà các bạn, làm sao mà chúng ta yêu cầu là con unit nào nó cũng gọi là có cái chat xịn được. Nó chỉ có thể đi đến được một cái con số nhất định mà thôi. Và đặc biệt nhất là con này nó chỉ có thể đánh cái up đây cuối đó, nó đánh vòng tròn giống như vậy đấy. Nó cũng không đã lắm. Thì và thôi thì cái chuyện đó chúng ta để sau, chúng ta cứ nhấn kêu lên nha. Cho mọi người thấy kêu quấn kêu nha. Đó, nhấp kêu lên. Ủa? Là chơi kêu chưa? Ủa? Là chơi kêu rồi đó hả? Hơi kỳ nha. Chơi kêu thì không thấy hiệu ứng trên trời. Ở lại nè, lại lần nữa kìa nha. Lại lần nữa nha. Phá. À. Không kìa. Hiệu ứng kêu kỳ lắm. Kỳ một cách gọi là giả mang con ngang. Thôi kệ đó. Thôi thế người ta cũng biết nó rồi. Thì bây giờ câu chuyện đó là Bùm sẽ sắp đặt lại các cái con unit, và chúng ta sẽ cùng nhau cái xem đội hình cháy như lửa chùa này sẽ đi đến được cái quay bao nhiêu trong Infinite nha. À quên nói nữa các bạn, ở cái con Bionic Machine này lúc trước Bùm evolve nó lên rồi, nó cũng gọi là có cái chat Almighty mà các bạn thấy lại nè. Không, lần này lỡ xài đội hình cháy như lửa chùa rồi, bắt đầu phải cho các bạn câu lại ha. 61.174 đam xô, nó chán một cái gì đâu. Tuy cũng hay ở chỗ là có crit đam dựa trên cái là đam cơ bản đó này kia các kiểu đó, nhưng mà chán hẳn một cái con mà bỏ ra rất nhiều cái nguyên liệu để evolve, không có bất cứ một cái giá trị sử dụng nào mà mình cảm giác là nó hay ho. Còn đánh cái gì, trời ơi, đánh chữ D còn không được, đánh gọi là ôn toàn phần. Chán lắm, con này chán dữ trời lắm. Ok các bạn, hiện tại chúng ta đang ở quay thứ 70 ha. Với cái sự búp cái hiệu ứng đam bên từ cái con Dragon Maid này đấy, thì đội hình này cũng không gọi là tệ lắm các bạn. Nói tóm lại là cái lượng đam xây gây ra nó cũng khá là lớn đó mọi người. Trong đó thì các bạn thấy không, ở quay thứ 70 mà những cái con quái nó chưa có đi vào cái vùng đam chính luôn. Kể cả những cái con này nè, như các bạn thấy King of Dragon Bùm xây đây nè, là nó chưa thật sự là nó phải làm việc quá nhiều. Nó vừa đi tới đây là tạch hết rồi, cũng chưa cần gì nhiều hết trên đó. Nhưng mà có một điều là nếu mà bật mát hết tất cả các hiệu ứng mà cho cái đội hình này đi chơi đó nữa này kia các bạn, thì rõ ràng là những ai mà máy tính yếu hoặc là xài điện thoại đó là không có đường nào, và chúng ta cũng không có nhìn thấy gì các bạn. Có con boss nó xuất hiện này nè mọi người, không thấy máu luôn các bạn ơi. Bắt buộc rồi các bạn, bắt buộc là chúng ta phải tắt cái skill VFX đi để chúng ta nhìn đó, chúng ta coi cái cách nó xử lý con boss này ha. Gọn đó mọi người. Gọn hơn rất nhiều đó nha. Hình như là Bùm thấy là nó có cảm giác đó nha, là nó đội hình này nó mạnh hơn cái đội hình của Blitz đó. Thì chắc chắn rồi mọi người, trong đó chúng ta đang sở hữu cái con Dragon Maid mà, cho nên là chắc chắn là nó phải mạnh hơn so với cái đội hình gọi là Blitz rồi. Blitz đâu làm gì có Dragon Maid. Dragon Maid bây giờ nó chỉ thua cái con gì ta, con Cedric cổ đại, Cedric mới nhất đó, trong cái cập nhật mấy này thôi đó. Còn lại thì nó đang là mạnh nhất rồi, cho nên đương nhiên là nó xịn rồi. Khó rồi các bạn ơi. Cái con boss quay thứ 80 này nó khá là nhiều máu đấy. Rất là khó để mà chúng ta xử lý nó nha. Bây giờ nó đi đến đây mà cái lượng máu nó vẫn còn, giáp nó vẫn còn nhiều nè. Không biết xử lý nổi người ta. Ai già, máu nhiều lắm nha các bạn, chứ không phải máu nhiều ít nha. Nhưng mà được cái là cái đội hình này cũng khá là chill, tại vì nó ngoài hiệu ứng cháy ra đó, nó còn có cái crit đam từ cái con Bionic này nè. Nhìn cũng khá sướng các bạn thấy không? Bạn thấy nhìn đam sướng chưa? Nhảy đam sướng. Còn ít máu à. Chắc được đó các bạn. Wow. Xử lý được luôn nha. Rồi hên quá, có cái device giật về. Rồi ổn rồi. Còn ổn thì chúng ta xây lại. Rồi ổn rồi. Vậy là boss 80 vẫn xử lý được nha. Ngon lành.
Ở quay thứ 90 thì những cái con quái bắt đầu đi khá là sâu rồi mọi người. Đặc biệt là chắc chút nữa nó xuất hiện cái con boss đó thì giờ cũng không biết xử lý được không. Nhưng mà bùm đoán là chắc là khó xử lý cái con boss quay 90 này đó. Quái thường thôi, nó đi được đâu tới đây rồi. Nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta vẫn sẽ nhận được cái phần thưởng ở quay 91. Từ đi đây, từ đây nè, đi vô trong kia chắc phải 2-3 quay nữa. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó giật lát rồi các bạn. Ý là bùm đã tắt hết, gọi là gần như là hết tất cả các hiệu ứng đấy, mà nó còn giật lát này. Rồi hết quay 90 nè, 91 nhận thưởng nè. Đó, hãy chưa, cũng ngon, nói chung cũng ngon. Nhưng mà chắc đi tới tầm này là như là hết sức rồi, tới sức này, sức lực ở đâu nữa ra nữa, coi nè. À, tụi này nó đi được đâu tới đây luôn nè. Rồi thêm một vài cái đợt quái nữa, máu nó tăng lên nữa là thôi xong rồi, mà không cần quái đâu. Đây, boss ở đây là thấy xong rồi, thấy lụm mày đó. Boss này nhiều máu ta, 41 triệu máu các bạn. Hơi bị ghê đó, hơi bị ghê đấy. Rồi thế thì chúng ta cũng còn quan sát tiếp thôi. Dù là coi như là đánh giá như thế nào đi chăng nữa, không phải ngồi nhìn cho nó kỹ coi nó nhiều khi nó vượt qua làm sao. Không, khó lắm các bạn ơi. Thế thì rất có thể là đi từ quay 92, con boss ở đây thì có thể là quay 94 là nó vô trong kia rồi. Vậy thì cái đội hình này nó sẽ giúp cho chúng ta đi đến được quay 94. Và đó cũng là cái kết quả của cái hành trình trong cái video mà chúng ta trải nghiệm về đội hình full bên để mà đi cái Infinite, cũng giống như là đi trải nghiệm về cái update 7. Thì nếu bạn nào đang có cái nhu cầu gì về cái game Anime Defender này, game Black Food hoặc là game Toilet Tower Defense, game Anime Avenger thì có thể ủng hộ bùm dưới cái phần game bình luận nhé. Còn bây giờ video của chúng ta cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nhớ like, nhớ đăng ký kênh giúp bùm nhé. Bye bye.